Ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ bí quyết để cho chúng ta có thể có một cái làn da thật là sáng màu, thật là tươi, thật là trẻ và trong mình không có bị già cỗi, bị lão hóa. Cái mà Trang đang muốn nói tới đó chính là Night Beauty. Ở một cái độ tuổi nào đó rồi đó thì chúng ta sẽ quan tâm tới những cái viên uống. Trang thấy ngộ là chị em phụ nữ Việt Nam mình quan tâm tới cái này khá là trễ nha mọi người. Chứ mà ở các nước như là châu Âu hay là Mỹ thì có họ sử dụng những cái viên uống này rất là thường xuyên. Mọi người biết là những cái thứ nào mà mình ăn vào trong cơ thể á, có nghĩa là thức ăn nè, trái cây, nước uống, tất cả những cái thứ mà mình đưa vào trong cơ thể của mình thì nó sẽ có tác dụng lên trên làn da của mình đến 70%. Còn những cái thứ mà mình bôi như là kem dưỡng ẩm hay là kem sáng da, trị mụn, tất cả mọi thứ thì nó chỉ có tác dụng tầm khoảng 30% thôi. Cho nên đối với Trang thì cái viên uống, những cái thứ mà mình đưa vào trong cơ thể là cực kỳ quan trọng luôn, rất là quan trọng. Còn riêng cái viên uống Night Beauty này, Trang sẽ nói với mọi người tại sao mà Trang thích nó và Trang lựa chọn nó, là tại vì đây là một cái thí nghiệm của những cái nhà khoa học Việt Nam và được Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chứng nhận luôn, là theo một cái công nghệ đó chính là nano màng sinh học. Nó sẽ có tác dụng là sẽ làm những cái chất mà ở phía bên trong những cái viên uống này nè, nó sẽ có tác dụng hướng đích cực kỳ là chính xác, cực kỳ là hiệu quả, nhất là đối với cơ địa của người Việt Nam của mình, người châu Á của mình đó. Cho nên là uống cái viên này vô là bảo đảm với mọi người đúng như cái tên luôn, Night Beauty, có nghĩa là chỉ trong vòng 9 ngày thôi là mọi người sẽ thấy một cái sự khác lạ trên cái làn da của mình. Trang thử trải nghiệm, Trang thử trải nghiệm được một hũ rồi, xong rồi sau đó thì mình uống thử cái sản phẩm này một tuần á, thì Trang thấy rõ là cái da của mình nó căng hơn, nó đều màu hơn, thấy rõ luôn. Thường á thì Trang ra ngoài đường, tại vì buổi tối Trang đi diễn đêm về á, thì thường là Trang hay bị thâm quầng ở hai cái mắt này, cái phần này nó cũng hơi bị tối màu, vùng khóe miệng nè, tại vì đây là cái vùng mà mình vận động hơi nhiều hơn, nói chuyện nhiều á đó, cho nên là nó cũng bị thâm hơn so với là những cái vùng khác trên gương mặt. Nhưng mà khi mà uống cái viên uống này xong rồi sau một tuần thì Trang thấy là cái da của mình nó khá là đều màu. Khi mà Trang điểm, Trang cũng không có cần phải sử dụng cái kem che khuyết điểm ở cái vùng này hay là vùng này nữa. Trang thấy là cả cái khuôn mặt của mình nó khá là đều màu hơn, cho nên rất là thích. Về cái thành phần của Night Beauty thì có một cái thành phần rất là quan trọng, đó chính là nano glutathione. Cái này là một cái hoạt chất mà cơ thể của chúng ta cũng có thể tự tạo nó ra được, và mình có thể bổ sung thêm nó từ bên ngoài vào. Thì cái hoạt chất này nó giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại được lão hóa, chống lại được những cái gốc tự do. Có nghĩa là mình uống cái viên uống này mình cũng có thể ngăn ngừa được cả ung thư nữa nha mọi người. Cho nên là vừa đẹp da, vừa ung thư, vừa chống lại được ung thư nè, rồi luôn luôn lúc nào cái da của mình cũng tươi trẻ, cũng có một cái độ đàn hồi rất là săn chắc như thế này thì chắc chắn là sẽ lâu già lắm. Đó, đây cái viên uống như thế này đây.